nguồn điện chuyên dụng tích hợp sấy sẽ có hai loại. Loại thứ nhất, nguồn điện chuyên dụng tích hợp sấy, cổng LED 12V, 60W, đảm bảo về sự ổn định của ánh sáng, chống ẩm, bền bỉ cao. Loại thứ hai, nguồn điện chuyên dụng tích hợp sấy, cổng LED 12V, 12W, 24W, 36W, đảm bảo toàn bộ về thông số kỹ thuật tương đương loại thứ nhất. Loại nguồn điện chuyên dụng không tích hợp sấy, cổng LED 12V, 60W. Nguồn đũa cống suất 24W, 36W và 60W, dùng cho 2-5m LED trở xuống, LED 2835 12V 120 LED.